Chào các bạn, tôi sẽ làm một cái chuỗi clip để nói về cái nhạc jazz dựa trên cuốn sách này. Cái lý do là đôi lúc có những bạn nói chuyện với tôi nói là nhạc jazz thế này thế kia, em thấy nó thế này thế nọ. Nhưng mà tôi lại thấy là các bạn như các bạn cũng chưa có tìm hiểu nhiều về nhạc jazz. Rồi có những học viên của tôi thì tôi cũng chỉ là cần phải đọc một ít về lịch sử nhạc jazz để về. Thật ra thì cái lịch sử nó đã hơn 100 năm rồi, thành ra là nếu chúng ta không biết gì thì tôi e rằng nó cũng khó để mà chúng ta có thể nói. Nhưng mà rồi thì cũng ít có người tìm hiểu, có thể là các bạn không có thời gian hoặc là những cái tài liệu thì thường là nó là tiếng ngoài, tiếng Việt nó ít, thành ra có thể là chúng ta không quen đọc. Thì thật ra cái quyển này tôi cũng đã giới thiệu một lần rồi, thì cũng có một anh học viên anh mua cái quyển bằng tiếng Anh, mà anh dở ra thì thấy nó dày quá và nó toàn chữ không, nó gì cả thì nó cũng ngán. Thì nói chung là nó cũng có nhiều lý do, đại loại là như vậy. Tôi muốn nói thêm một cái lời phi lộ nữa là tôi cũng nói một đôi lần ấy, là tôi không phải người chơi nhạc jazz, tại vì cũng có nhiều người cái biểu chỉ là chơi nhạc jazz, biểu bản thân tôi không đủ trình độ chơi nhạc jazz thì làm sao tôi chỉ ai. Nhưng mà mình không đủ trình độ không có nghĩa rằng mình không có quyền nghe và mình không có quyền tìm hiểu cái chuyện đó. Đúng rồi, hai cái chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Thì trở lại cái quyển sách này tôi mua đã từ lâu, năm 1991 ở Bình Đức. Thì cái quyển này là cái quyển xuất bản tới cái được in là lần thứ, hình như lần thứ 6, lần thứ 7 tôi không nhớ. Còn cái lần cái bản đầu tiên là năm 1954. Thì cái tác giả chính là cái ông này, ông Behrens này đó, các bạn tra thì nó sẽ ra ngay. Và trong cái là cái đợt in này thì có cái thêm cái ông gọi là Winter Huisman. Ông này thì gọi là ít tuổi hơn hơn cái ông Behrens này rồi. Behrens là sinh năm 22 thì phải, 1922. Còn ông Huisman này hình như là sinh năm 64, hình như vậy, khoảng 64, nói chung hơn tôi độ khoảng mười mấy tuổi. Thì vì về sau cái nhạc jazz nó từ cái thời mà jazz rock rồi fusion cả thứ thì nó có nhiều cái phát triển. Với ông Behrens thì lúc đó ông cũng lớn tuổi rồi, ông cũng không có thời gian mà theo đuổi để mà có thể bổ sung mà nhiều vào trong cái giai đoạn đó, thành ra là ông hợp tác với ông Huisman là cái người trẻ hơn. Cái quyển này thì nó đã được in dịch ra nhiều nước thế giới. Nói chung là người Đức thì người ta có cái tính, người ta hệ thống tốt, người ta hệ thống thông tin rất là tốt. Nếu các bạn đọc những cuốn sách mà người Đức ta viết thì bao giờ người ta cũng rất là phân tích rành mạch rõ ràng, giống như những cái sản phẩm của nước Đức này, các bạn nhìn thấy nó chẳng đẹp đẽ gì hết nhưng mà nó rất là chi tiết, không phải nó chắc chắn. Thì cái đó là tôi nghĩ đó là cái đặc sản của nước Đức. Cái quyển này thì nó có cái tính chất nhập môn thôi chứ nó không phải là cái gì chuyên sâu hết, thành ra là nó, nếu mà chúng ta lúc đầu chúng ta muốn tìm hiểu thì tôi cho cái quyển này rất tốt. Bản thân tôi khi lúc đầu mà nghe nhạc jazz thì tôi dựa trên quyển này rồi tôi tìm hiểu để tôi nghe thêm, thành ra là tôi cho rằng cái quyển này là một quyển tốt để giới thiệu. Mặt khác thì ở nước Mỹ ấy, là nơi mà sản sinh ra nhạc jazz các thứ, nhưng mà cái đánh giá về nhạc jazz rồi những cái bài viết bình luận và cái tìm hiểu nhạc jazz thì nó lại ở châu Âu mới là phần nhiều, và những cái người nghệ sĩ chơi nhạc jazz nổi tiếng người ta lại được chào đón ở châu Âu nhiều hơn ở Mỹ đó, thế nó mới là lạ. Những cái ấn bản tạp chí lớn nhất ở trên thế giới này thì nó lại cũng không nằm ở nước Mỹ đó. Và tính nếu tính về số lượng thì là có một cái tạp chí ở nước Nhật thì lại là
in nhiều nhất về về nhạc jazz. Những cái đầu tiên về chuyên chuyên ngành chuyên tạp chí về về nhạc jazz thì lại được thai nghén và ra đời đầu tiên ở, ở Ba Lan. Chẳng hạn như vậy, nghĩa là ở châu Âu người ta rất quan tâm thì khi mà nhạc jazz này nó phát triển và được nhiều người biết. Nếu các bạn xem các cái phỏng vấn của các nghệ sĩ nhạc jazz sau đó thì người ta cũng luôn luôn người ta than phiền là họ đi ở châu Âu, họ đi qua Nhật là được họ được chào đón khác với ở Mỹ là đôi lúc họ bị đối xử nó không được hay cho lắm. Thì đó là tôi đã nói về những cái năm gọi là thế kỷ trước nha, chứ không không phải bây giờ. Đó thì tôi sẽ dựa trên cuốn sách này để mà đưa cho các bạn được đôi nét về nhạc jazz. Tất nhiên tôi sẽ không thể mà đi từng câu từng chữ cái quyển này, thì kể cả cái phần danh mục nó đây thì nó khoảng 650 trang và nó chữ nó như thế này, thành ra mình không thể nào mà mình đi chi tiết được, mà tôi chỉ hy vọng là đưa cho các bạn một vài cái nét cơ bản để từ đó các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và trên YouTube bây giờ là người ta để nhiều cái clip đó, mình có thể nghe rất là thoải mái. Cái quyển này thì họ chia như thế này, ông Beren sẽ ông chia như thế này. Thì đầu tiên là ông nói về các cái khoảng 100 trang đầu ấy, thì ông nói về các cái gọi là cái phong cách, cái style của nhạc jazz theo cái lịch sử. Ông đi từ cái thời năm 1900 dựa theo những cái biểu đồ lịch sử như thế này, cái dòng đó là từ cái năm 1900 là thời tạm gọi là cái ragtime, rồi tới New Orleans, rồi tới năm 910 Dixieland, tới năm 920 thì cái Chicago, tới năm 30 và thời của swing, rồi sau đó 40 thời của bebop, rồi sau đó tới cool, hard bop, rồi tới free jazz, rồi tới năm 70, 80 các thứ thì chúng ta bắt đầu thấy những cái jazz rock fusion đó. Rồi tới 100 trang tiếp theo thì ông nói về những cái người nghệ sĩ xem như tiêu biểu, tất nhiên không thể nói hết được, nhưng mà ông đưa ra những cái nghệ sĩ tiêu biểu cho những cái dòng nhạc đó, dòng nhạc jazz đó, như ông Louis Armstrong, rồi bà Bessie Smith, Big Spadebacker, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, John McLaughlin, David Murray và Wynton Marsalis. Wynton Marsalis bây giờ là giám đốc Viện Jazz Lincoln, và ông Wynton Marsalis thì ông có cái ý là giữ cái truyền thống, xem như cái mainstream của nhạc jazz, và ông đi ông nói chuyện rất là nhiều cùng với dàn nhạc Lincoln Orchestra của ông. Rồi tới khoảng 60 trang tiếp theo thì ông nói về những cái thành tố của nhạc jazz, ví dụ như những cái sound, tức là cái cách chúng ta chơi cái nhạc cụ mà nó cho ra cái sound như nào, cái cách phrasing, cái cách ngẫu hứng, cái arrangement của nhạc jazz, cái hòa âm, cái tiết tấu, cái cách xử lý giai điệu đó. Rồi cái phần tiếp theo thì ông nói về những cái nhạc cụ, bây giờ nó rất là nhiều, và thí dụ như về kèn, các loại kèn rồi này kia, thì ở trong các cái nhạc cụ đó ông nói về những cái người nghệ sĩ đã chơi những cái kèn đó vân vân, nhưng mà nó cái phần này thì nó rất nhiều nhân vật.
thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đi hết được. Rồi sau đó thì tới ví dụ như những cái band, ví dụ những cái band orchestra lớn hay những big band, hay là những cái gọi là những cái combo nhỏ, hoặc là những cái phong cách lập cái band nhưng mà nó có hơi hướng ảnh hưởng nhạc cổ điển. Rồi những cái phong trào của từ những năm 80 trở lên, nói chung là nó khá là nhiều. Tôi nghĩ là những cái phần quan trọng là chúng ta có thể điểm qua và cho thấy cái tôi cho rằng khi mà chúng ta muốn biết về cái gì đó, chúng ta phải tìm hiểu cái nguồn gốc nó một tí xíu, chứ còn nếu không thì tôi e là nó chúng ta không thể thảo luận từ từ cái ngọn được, đúng không? Chúng ta phải 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 biết đôi nét cơ bản cái đã. Đôi khi chúng ta nghe chúng ta tưởng là cái này mới, nhưng thực chất nó không mới, nó đã có từ 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 xưa rồi. Có điều là nhiều khi chúng ta không biết thôi. Đó, thì cái bài cái clip này là một cái dẫn nhập. Tôi cũng không biết được là chừng nào nó sẽ kết thúc cái chuỗi clip này, và nó thật là nó cũng tùy hứng thôi, chứ tôi cũng chưa có một cái kế hoạch gì. Tuy nhiên cũng xin nói lại là tôi sẽ không không thể nào mà từng từng câu từng chữ theo từng câu từng chữ trong đây được, cho nên rằng trong lúc tôi nói mà nếu các bạn thấy có cái gì mà nó không đúng ấy, thì đó là do tôi diễn dịch nó sai, hoặc là tôi hiểu sai. Chứ còn nếu các bạn có thời gian thì có thể tìm xem cái cuốn này, thì nó cũng là những cái người người ta nghiên cứu rất lâu rồi, và tôi nghĩ là họ nói sẽ chính xác. Chừng qua những cái người như tôi thì bắt đầu nó tam sao thất bản, rồi có thể nó cái này kia. Thì nếu mà có mọi cái lỗi lầm gì đó thì là do tôi. Còn nếu các bạn thấy có những cái ý nào hay thì là chính là tôi dựa trên cái quyển sách như thế này. Rồi xin hẹn lại cái clip sau. Xin cảm ơn.